so sánh hai mẫu xe 7 chỗ nhỏ gọn tiết kiệm đến từ nhà Toyota nha anh chị. Và giá bán niêm yết thì hai mẫu xe nó chênh lệch nhau khoảng 40 triệu. Em sẽ quay đánh giá chi tiết của từng xe để cho anh chị thấy là 40 triệu đó nó lệch thì nằm ở đâu nha. Xin chào anh chị khách hàng quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của nhóm Văn Thắng tại Toyota Thanh Cảng. Rất vui được gặp lại anh chị, em là Hoàng Bảo. Hôm nay em xin quay một video gửi đến anh chị so sánh hai mẫu xe 7 chỗ nhỏ gọn tiết kiệm đến từ nhà Toyota nha anh chị. Đầu tiên là mẫu Toyota Veloz phiên bản eCVT anh chị. Xe này thì giá bán niêm yết hiện tại là 638 triệu và lăn bánh ở Sài Gòn đâu đó khoảng 710 triệu anh chị đối với xe mới. Còn chiếc đây là chiếc Avanza phiên bản số tự động anh chị. Xe này thì giá bán xe mới hiện tại là 598 triệu. Lăn bánh Sài Gòn đâu đó là rơi vào khoảng 670 anh chị. Thì về giá bán niêm yết thì hai mẫu xe này nó chênh lệch nhau khoảng 40 triệu. Em sẽ quay đánh giá chi tiết của từng xe để cho anh chị thấy là 40 triệu đó nó lệch thì nằm ở đâu nha. Thì đầu tiên về hệ thống đèn chiếu sáng anh chị, hai mẫu xe đều được sử dụng dạng đèn chiếu sáng là dạng LED. Nhưng mà đối với Avanza thì cái đèn xi nhan anh chị nó thuộc dạng là chớp bóng, chớp lên rồi tắt. Còn đối với Veloz á thì nó sẽ là một dãy LED nó chạy dài, nó sẽ trông bắt mắt hơn. Về thiết kế anh chị thì anh chị nhìn á, Avanza nó có vẻ thiết kế nó mềm mại hơn. Một chiếc MVB 7 chỗ, thiết kế nhìn nó mềm mại hơn Veloz. Về phần mâm anh chị thì vẫn sử dụng là lớp Dunlop. Xe thì nhập Indo anh chị thì nó chuộng cái lớp Dunlop lắm, mâm vẫn là mâm phay 16 inch nha. Vẫn có đèn xi nhan báo rẽ trên gương nè, cảnh báo điểm mù anh chị. Về phần nội thất anh chị thì ghế là ghế nỉ hết hoàn toàn anh chị, ghế nỉ. Hộp số tự động nè, khởi động nó bấm start up. Hệ thống điều hòa hai dàn lạnh trước sau anh chị. DVD có tích hợp cam lùi. Kèm theo là 4 loa anh chị, Avanza này sử dụng 4 loa nha. Về thiết kế bên trong và không gian anh chị thì hầu như là giữa hai cái xe nó không có gì khác biệt hẳn á, vẫn là rộng rãi và thoải mái. Đến với đèn sau anh chị, vẫn là dạng LED hết nha anh chị. Xi nhan đèn lùi là tất cả là dạng LED. Avanza này thì vẫn có hai cảm biến cảnh báo hỗ trợ lùi xe. Tiếp đến là khoang lái nè anh chị, vô lăng thì cũng là vô lăng nhựa anh chị, có hệ thống cân bằng điện tử nè. Kính chiếu hậu thì vẫn gập tự động anh chị, chứ anh chị bấm lóc cửa nó sẽ tự động gập vào. Cửa tài xế thì lên xuống ô tô chống kẹt nè. Về cái năm 2022 này thì xe này được lắp ráp, được nhập khẩu từ Indo. Những cái xe 2024 bây giờ anh chị thì chuyển về lắp ráp tại Việt Nam này nha anh chị. Tiếp theo mời anh chị xem qua cái chiếc Toyota Veloz anh chị. Cái xe này thì anh chị nhìn về thiết kế từ mặt ra lăng nè, các đường gân guốc á, những cái xe nó cứng cáp hơn cái mẫu Avanza rất là nhiều. Có viền, anh chị nhìn cái mặt ra lăng nè, nó viền cái mạ chrome ra tới cái đèn pha, đi thẳng một cái nẹp chân kính ra tới phía sau luôn, thiết kế rất là tinh tế luôn, những cái xe rất là cứng cáp anh chị. Cũng như nói lúc nãy á, Veloz thì xi nhan anh chị thấy xe chạy theo cái dải LED này nè đó. Đèn chiếu sáng trước thì vẫn là đèn LED nhưng mà đèn Veloz thì to hơn anh chị, cho ra ánh sáng và cường độ tốt hơn. Tại vì giá bán thì trên lệch 40 triệu mà anh chị. Mâm thì vẫn là mâm 16 và sử dụng lớp Dunlop nha anh chị. Vẫn là đèn xi nhan báo rẽ trên gương như nhau nè, có cảm biến điểm mù anh chị. Đối với Veloz thì nó có thêm một tính năng là ra vào cửa thông minh một chạm nè. Anh chị chỉ cần bọc remote trong người, anh chị chạm vào đây là có thể mở cửa hoặc là khóa cửa. Về nội thất anh chị thì trần thì vẫn giống nhau, nhưng mà về ghế anh chị thì ghế Veloz là ghế da pha nỉ, còn đối với Avanza là ghế thuần nỉ luôn. DVD thì vẫn như nhau vậy, với bản eCVT này thì vẫn như nhau, thì có đối với bản top thì DVD 9 inch to hơn, có camera 360. Còn với cái bản eCVT cũng giống như Avanza số tự động thôi, DVD zin tích hợp cam lùi, hệ thống điều hòa tự động hai dàn lạnh trước sau anh chị, vẫn khởi động nút bấm start up nè. Đặc biệt hơn là giống như anh chị thấy lúc nãy á, là cái chiếc Avanza nó còn cái cần phanh tay, còn Veloz thì đã chuyển qua xài phanh tay điện tử anh chị ha, có auto hold, có cả sạc không dây nè. Đèn chiếu sáng thì vẫn còn là cân bằng điện tử, vẫn là kính tài là lên xuống auto chống kẹt, kính chiếu hậu gập điện auto nha anh chị, vẫn giống nhau anh chị. Về không gian nội thất hầu như là giống nhau anh chị, được cái là ghế da pha nỉ nhìn nó sang trọng hơn. Về cái mức tiêu hao nhiên liệu thì cả hai xe vẫn như nhau,
anh chị. Vlog thiết kế rất là gần gũi luôn anh chị. Đèn chiếu sáng sau anh chị. Thì Vlog á, cái cụm đèn ngoài trên về nè vẫn giống Avanza, nhưng thiết kế là Vlog nó có một cái đèn bắt ngang từ bên đây qua bên đây, rất là đẹp luôn. Cảm biến hỗ trợ lùi xe vẫn là hai cảm biến phía sau. Đó anh chị, tổng quan sơ lược bên ngoài anh chị, một chiếc xe thiên về mềm mại tiết kiệm, một chiếc xe là gân guốc hơn, giá nhau thì trên lệch nhau khoảng 40 triệu đồng trên giá niêm yết. Còn về mức giá xe cũ anh chị, thì cái xe Veloz này á 2022 chỉ 55.000 cây, nhập khẩu Indo, thì bên em đang bán với mức giá là 580 triệu có thương lượng với anh chị. Nhưng mà tính ra chi phí lăn bánh anh chị, về cả hai mẫu xe này á đều trên lệch với xe mới có thể rẻ hơn 100 triệu, rẻ hơn 100 triệu. Nhưng mà anh chị có thể cân nhắc coi có đáng mua hay không, vì cơ bản anh chị mua một chiếc qua sử dụng, xe qua sử dụng á, tại hãng á, thì vẫn được cam kết bảo hành. Và hai cái mẫu chiếc xe này 525 triệu anh chị, thì hai mẫu xe này á thì bên em bán ra có cam kết chất lượng với anh chị, đã kiểm tra 176 hạng mục, bảo dưỡng làm đẹp Marukuri toàn diện giống như một chiếc xe mới, và xe 2022 anh chị vẫn còn được bảo hành toàn quốc y như xe mới luôn anh chị. Hầu như là về chính sách bảo hành thì không có gì khác so với anh chị mua xe mới xuất xưởng á, chỉ có anh chị mua xe mới thì nó lợi hơn được vài năm thôi. Dạ, nhưng mà vài năm đó nó đánh đổi lại là 100 triệu đồng, hơn 100 triệu đồng. Anh chị có thể cân nhắc. Và nếu anh chị thích xe nhập Indo á thì anh chị lựa chọn xe cũ vẫn là một lựa chọn tốt nhất. Thì xe mới bây giờ chuyển qua lắp ráp trong nước anh chị, thì về cơ bản á, vẫn có một số anh chị vẫn thích xe nhập khẩu hơn là xe lắp ráp trong nước. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem qua video. Ngoài ra anh chị cần tư vấn thêm về xe, hồ sơ vay ngân hàng hoặc là những vấn đề kỹ thuật trong quá trình sử dụng xe, anh chị hãy liên hệ ngay với số hotline trên màn hình để bên nhóm Văn Thắng có thể phục vụ và hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất. Rất mong được phục vụ anh chị. Xin chân thành cảm ơn anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.